Vâng, em xin kính chào quý anh chị, quý bà con, các bác nhé. Nay kênh đất giá rẻ bên em lại quay gửi cho quý anh chị, quý bà con, các bác một lô đất rẫy. Đất rẫy nằm trong khu dân cư nhé, có 400 thổ cư. Đấy, lô này thì vừa là rẫy vừa là đất thổ cư luôn. Đây là cái mặt đường tỉnh lộ 1 này, hướng này là đi lên xã E Lê này. Đó, hướng này là đi lên trung tâm thị trấn E Súp này. Từ đây lên trung tâm thị trấn E Súp là 2 km nhá, lên chợ đấy, lên chợ là 2 km. Còn cái đường vào lô đất đây, từ cái chỗ này, từ cái mặt tỉnh lộ này vào đến lô đất là khoảng 800m nhá, khoảng 1 cây số đổ lại thôi. Nói chung từ lô đất này mà lên đến trung tâm chợ là 3 km. Đó, khu dân cư đây nghe quý anh chị nhá. Đấy, trong đó cũng là khu dân cư, lô này có 400 thổ cư, 2 hectare, 400 thổ cư. Đấy, rồi em sẽ vào bên trong em quay cho quý anh chị xem lô đất nhá. Đây nha quý anh chị nha, đây cái lô rẫy đây, khu dân cư hiện hữu nha. Đó, có nhà yến này, quý anh chị nào mua lô đất này mà vừa làm vườn vừa làm nhà yến ở đây là đúng bài luôn nhá. Mặt tiền này là được hơn 60m này, đằng sau đó có một mặt như thế này nữa, cũng mặt đường đất như thế này, đằng sau đuôi lô này hai mặt tiền trước sau, mặt đằng sau thì nhiều hơn, mặt đằng sau khoảng 120-130m gì đó. Còn cái mặt này thì được 60m. Đây trên đất gia chủ đang trồng bắp đây. Đó. Tổng diện tích là 2 hectare nhé, có 400 thổ cư. Đấy, nhà xung quanh nhà hàng xóm người ta đang nuôi yến này. Trên đất thì có một căn nhà ở tạm, có cái ao cá, giếng nước đầy đủ. Đi thẳng cái này hết đất là có một con đường nữa. Lô này hai mặt tiền trước sau, tổng diện tích đất là 2 hectare, 400 thổ cư. Gia chủ đang mong muốn bán với cái giá là 1.4 tỷ nhé, 1.4 tỷ bao sang sổ. Anh chị nào quan tâm đến đất rẫy có thổ cư, vừa làm nhà vườn vừa làm rẫy thì alo cho em, số điện thoại cho em là 0977280818. Đất tại E Súp Đắk Lắk nha. Chất đất ở đây là sỏi cơm pha cát nha, sỏi cơm pha cát. Đây chủ đất đang trồng ngô sắp thu rồi đó. Đấy, có cái nhà này. Đó, có cái nhà đó. Ở đây là kéo điện thoải mái nha quý chị nhá. Đấy, tổng diện tích là 2 hectare, có 400 thổ cư. Đất tại E Súp Đắk Lắk, giá bán là 1.4 tỷ bao sang tên. Đó, cát pha sỏi này. Rồi anh chị nào quan tâm thì alo cho em, số điện thoại của em là 0977280818. Từ lô đất này mà về đến trung tâm của thị trấn E Súp là chỉ 3 cây số này nha quý anh chị nhá. Đường thì xe 4 chỗ quý anh chị vào tới nơi luôn, đường đẹp, khu dân cư. Rồi anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em. Xin chào quý anh chị, hẹn quý anh chị vào những video tiếp theo.